cảm ơn em đã luôn yêu thương ở bên cạnh anh trong tất cả mọi chuyện dù có nhiều những thử thách sóng gió cuối cùng chúng ta đã vượt qua cuộc đời để hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời anh các bạn sẽ không có thề đâu tại vì lời thề là nếu mà mình làm không được thì nó sẽ thành lời đúng không anh sẽ vẫn làm những cái điều hàng ngày anh làm Lễ cưới của Puka Diên Tuấn Kiệt đang diễn ra tại một resort bên một bờ biển thơ mộng cam danh vào chiều ngày 4 tháng 11. Cô dâu chú dễ nhận được nhiều lời chúc phúc từ nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Đại Nghĩa, Tiến Luật Thu Trang, Ngô Kiến Huy, Hòa Minh Di, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, Mạc Văn Khoa, Trường Giang. Cô dâu xinh đẹp Puka mặc váy cưới trễ vai, còn chú rể Diên Tuấn Kiệt diện quần tây đen cùng áo vest màu hồng không gian tiệc cưới được trang trí tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi bối cảnh lễ cưới bên cạnh bờ biển trong lành chú dễ diên tuấn kiệt không kiềm được xúc động khi nói về tình yêu của mình dành cho cô dâu nam ca sĩ hy vọng cả hai có thể đồng hành cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại anh cảm ơn em đã luôn yêu thương ở bên cạnh anh trong tất cả mọi chuyện dù có những thử thách song gió nhưng cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được để hôm nay chúng ta đến với chương mới của cuộc đời trước sự chứng kiến của ba mẹ gia đình và tất cả chị em bạn bè đồng nghiệp thân thiết diên tuấn kiệt tiết lộ lý do không thể trong lễ cưới anh không thể đâu nếu mình làm không được chỉ là nói suông mà thôi anh sẽ làm những điều hàng ngày dành cho em mình cùng nhau làm gì hàng ngày thì bây giờ anh sẽ vẫn như vậy em cảm nhận được đó là những gì anh luôn yêu thương em diên tuấn kiệt chưa cưới đã đội nóc nhà lên đầu qua chi tiết nhỏ này được biết chỉ còn vài ngày nữa thôi là hôn lễ của puka và diên tuấn kiệt được tổ chức bên một bờ biển thơ mộng để chuẩn bị cho lễ cưới được long trọng hơn Diêm Tuấn Kiệt đã nhờ hẳn một thương hiệu trang sức nổi tiếng thiết kế riêng nhẫn cưới cho cả hai. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Diêm Tuấn Kiệt đã khoe cặp nhẫn được chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của mình và vợ tương lai. Được biết, cặp nhẫn này khi ghép lại sẽ tạo thành hình trái tim, trên chiếc nhẫn còn khắc ngày kỷ niệm tình yêu và tên Jin Pu nữa. Qua hình ảnh cho thấy, Jin Tuấn Kiệt cùng nghệ nhân đang chỉnh sửa lại mẫu thiết kế theo mong muốn của nam ca sĩ. Anh đang cười rất tươi khi khoe cặp nhẫn cưới nằm trễn chệ trên chiếc hộp nhỏ. Ông xã tương lai của Puka đã đốn tim người hâm mộ vì khoảnh khắc dễ thương này. Chưa đến ngày rước dâu mà đã cương chiều và đội nóc nhà lên đầu thì ai làm lại anh ơi? Người hâm mộ đã để lại bình luận. Hiện tại, hôn lễ của cặp đôi được giữ kín địa điểm, khán giả chỉ biết được thông tin ít ỏi là ngày 4 tháng 11 tới cả hai sẽ chính thức về chung một nhà. Các bạn có yêu thích cặp đôi Jin Bu không? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt tin nóng được biết nhé. Đám cưới Puka, Jin tuấn kiệt những ngôi sao đình đám nào sẽ tham dự? Chỉ còn vài ngày nữa thôi là lễ cưới của Jin Bu được diễn ra. Người hâm mộ đang mong chờ từng ngày để được dự đám cưới online của cặp đôi. Ngay sau khi nhận được thiệp cưới, dàn sao Việt tỏ ra rất hào hứng. Đây được xem là lễ cưới nóng nhất nhì showbiz khi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Danh Hải Trường Giang, Anh Tú, vợ chồng Thu Trang Tiến Luật, Minh Tú, Tóc Tiên, Nguyên Thảo, Khánh Vân, Duy Khánh, Hòa Minh Di, MC Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, diễn viên Hải Việt Hương, Mạc Văn Khoa. Lễ cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt được dự đoán sẽ có sự đổ bộ của loạt ngôi sao đình đám và nhiều tiết mục thú vị trong ngày vui của cặp đôi. Theo chia sẻ, lễ cưới của Jin Bu sẽ tổ chức vào ngày 4 tháng 11 tại Cam Danh, vào ngày 6 tháng 11 lễ cưới thứ hai được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ cưới thứ ba diễn ra tại Đồng Tháp. Cô dâu Puka sẽ mặc bốn màu dress code. Đây là những gam màu thể hiện sự sang trọng và tinh tế. Puka, Jin Tuấn Kiệt đã nhắn nhủ khách mời nên mặc đúng dress code để lên hình đẹp hơn hiện tại cặp đôi đã gửi hết thiệp mời đến quan khách bộ thiệp báo hỉ của jinbu được xem là có nhiều chi tiết nhất từ trước đến nay gồm có nến thơm hoa sen đá một tấm hình cưới với nhiều mảnh ghép cùng thiệp mời khách mời phải sắp xếp những mảnh ghép này lại mới xem được nội dung bên trong trong bộ thiệp cưới cầu kỳ của cặp đôi còn có bức thư cảm ơn hài hước như sau cảm ơn bạn đã xếp hình nhưng đây không phải là thiệp chúng tôi làm như vậy để thử thách kiên nhẫn của bạn dành cho jinbu nếu tới đây cảm thấy cọc thì có hai cách một là vui lòng đọc tiếp, hai là tháo ra xếp lại, rồi tới đây chọn cách một cũng được. Quyết định chọn cách một rồi chứ gì. Thật ra thì thiệp mời chính thức nằm ở dưới đáy hộp á. Hi hi. Lễ cưới của Puka Jin Tuấn Kiệt sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút, tiệc tối vào lúc 18 giờ. Sau khi nhập tiệc tiếp mục tiếp theo là phần vui chơi được diễn ra vào lúc 20 giờ. Hòa Minji bị chỉ trích vì bê cháp cho Puka Jin Tuấn Kiệt. Sáng nay Hòa Minji bất ngờ xuất hiện trong lễ ăn hỏi của Jin Tuấn Kiệt và Puka. Khán giả đã dành lời khen ngợi đến nữ ca sĩ vì nhan sắc ngày càng thăng hạng Thế nhưng, có một số bình luận chỉ trích khi cô đã là mẹ đơn thân mà lại đi bê cháp trong ngày trọng đại của đàn chị Khi đọc những bình luận không hay về mình Hòa Minzy đã đính chính rằng mình chỉ đến góp vui cùng cô dâu chú dễ Sáng nay tôi đi đám hỏi bên chị Puka nhưng mà chỉ đi tới chơi với chị thôi chứ không có bưng mâm hay làm phù dâu gì hết Bé biết thân biết phận mà ạ Đọc bình luận của mọi người mà tuổi thân nha Hòa Minzy bày tỏ Bên dưới bài đăng những người yêu mến đã bày tỏ sự đồng cảm và khuyên nữ ca sĩ không nên để tâm đến những lời nói tiêu cực. Bên cạnh đó, nhiều sao Việt như Sam, Tiến Luật, Jun Phạm, Nhật Thủy đã gửi lời động viên chân thành đến cô. Được biết, Hòa Minzy và Puka cùng đồng hành trong chương trình Sao nhập ngũ. Sau đó, cả hai có dịp cùng nhau hoạt động nghệ thuật. Trước thềm đám cưới, Hòa Minzy cũng xuất hiện trong bộ ảnh cưới cùng Puka, Jin Tuấn Kiệt. Khi cặp đôi công khai màn cầu hôn sau nhiều năm yêu nhau, nữ ca sĩ đã bày tỏ sự vui mừng cũng như lan tỏa niềm vui trước hạnh phúc của đàn chị cảm nghĩ của các bạn thế nào về lời bình của vị khán giả này khả như có hành động lạ giữa tin đồn cạch mặt puka vì không được mời cưới những ngày gần đây hôn lễ của puka jin tuấn kiệt đã gây sự chú ý không hề nhỏ đến cư dân mạng khi những đồng nghiệp thân thiết của jin bu có mặt đầy đủ tại cam danh khánh hòa để cùng nhau đón tiệc độc thân cùng cặp đôi vào đêm trước ngày cưới những nghệ sĩ này dù lịch trình dày đặc họ vẫn đến dự lễ cưới trong không khí tươi vui cùng cặp đôi một bộ phận khán giả đã phát hiện nghi vấn puka dặn nứt tình cảm với khả như thời gian qua khi nhiều nghệ sĩ khoe thiệp cưới khắp cõi mạng bận rộn để chuẩn bị cho ngày trọng đại của cặp đôi jinbu thì khả như lại không có động tình gì khi gần sát ngày cưới khả như bất ngờ đào lại đoạn video từng đứng chung sân khấu với puka cùng dòng trạng thái biết lỗi rồi mà hành động này đã xoa dịu sự nghi ngờ từ khán giả có dự đoán cho rằng đây là tín hiệu tốt về mối quan hệ giữa puka và khả như được biết Hai nữ diễn viên đã gắn bó cùng nhau khi vừa chập chững bước vào nghề, quay chung game show, đứng cùng sân khấu. Trong một bài phỏng vấn trước đó, Puka nói rằng, tôi và Khải Như chơi thân với nhau từ đó giờ rất lâu rồi, rất là bền. Các bạn nghĩ sao về hành động này? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt tin nóng được biết nhé. Khách mời than thở thiệp cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt phải xếp hình tận 30 phút. Khi nhận được thiệp mời của Jin Bu, Huỳnh Lập cho biết mất tới nửa tiếng đồng hồ để lắp ghép thiệp cưới hoàn chỉnh mới xem được ngày giờ và địa điểm đến dự hôn lễ của cặp đôi. Về phía anh Tú, anh rất hào hứng khi nhận được bộ thiệp có khá nhiều chi tiết. Được biết, đám cưới của Jinbu được tổ chức vào đầu tháng 11, hiện tại, cặp đôi đã gửi hết thiệp mời đến quan khách. Bộ thiệp báo hỷ của Jinbu được xem là có nhiều chi tiết nhất từ trước đến nay, gồm có nến thơm, hoa sen đá, một tấm hình cưới với nhiều mảnh ghép và thiệp mời khách mời phải sắp xếp những mảnh ghép này lại mới xem được nội dung bên trong. Diễn viên Huỳnh Lập mất gần 30 phút xếp hình mới có thể xem được thông tin của thiệp cưới. MC Đại Nghĩa không thể kìm nén sân si khi thực hiện theo hướng dẫn để xem được nội dung của thiệp mời. Ca sĩ Tóc Tiên phải than trời khi ngồi ghép từng bức ảnh cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Thế nhưng sau khi xếp từng mảnh ghép lại với nhau, khách mời lại nhận về một cú lửa ngoạn mục. Huỳnh Lập đã đăng đàn bốc phốt chiêu trò của cặp đôi như sau, chị chiêu trò lắm chị Puka vì màn đánh đố này nội dung thư phía sau các mảnh ghép cảm ơn bạn đã xếp hình nhưng đây không phải là thiệp chúng tôi làm như vậy để thử thách kiên nhẫn của bạn dành cho jinpu nếu tới đây cảm thấy cọc thì có hai cách cách một vui lòng đọc tiếp cách hai tháo ra xếp lại rồi tới đây chọn cách một cũng được quyết định chọn cách một rồi chứ gì thật ra thì thiệp mời chính thức nằm ở dưới đáy hộp ó nếu bạn là người nhận được thiệp cưới của jinpu bạn sẽ như thế nào hãy để lại bình luận cho kênh việt tin nóng được biết nhé